Lần nào đi vào siêu thị cũng không thể cưỡng lại được quầy kem, và mỗi lần cũng đều mua những vị khác nhau ăn thử cho biết. Review cho mọi người đầu tiên là cái kem mochi này, nhìn hãng thì rất là uy tín đúng không? Mà kem này vỏ mochi bị lại gạo, nhân thì ít, không ngon. Ở Yong có mấy kem khá là lạ, mà theo đó thì giá nó cũng không hề bình thường. Ví dụ như kem này cầm lên xong lại ngậm ngùi đặt xuống. Kem trứng muối này cũng lạ, cũng đắt, nhưng mà tôi vẫn quyết tâm thử. Kem rất ngậy, thơm bên trong còn có cả trân châu nữa, ngon. Thời luôn lướt qua mấy kem màu mè này cứ bị nhầm thành kem trái cây rừng ngày xưa ấy. Kẹo mỡ thì tôi thấy ngon nhưng mà phiên bản kem này thì không hề. Tôi thấy nó cứ lạ lạ khó ăn làm sao ấy. Hôm đấy đi Yong thì tôi chỉ lấy 2-3 cái này thôi, nhưng bây giờ sẽ sang Vinmart với tôi nhá. Sau đây đã được lồng tiếng trước rồi nha. Ok, là tủ kem đây rồi. Ui, tôi thích cái này lắm luôn. Ê, nhưng mà sầu riêng này thì làm sao mà tôi ăn được. Cái này là kem dưa hấu. Thế mà nhìn qua bao bì cứ tưởng kem trái cây ngày xưa, đang định lấy. Tìm một hồi thì thấy có vị sô cô la đây rồi. Ok, bách luôn, định mua thêm vị vani nữa, nhưng mà thôi, mỗi thứ một loại. Những chiếc kem truyền thống khoai môn, đậu đỏ, đậu xanh bao nhiêu năm rồi vẫn thấy ngon. Ok, tôi sẽ lấy một cái khoai môn nhá. Mẹ tôi thích ăn cái này lắm. Bây giờ TH Chumil, cái này chưa ăn thử bao giờ, hôm nay sẽ lấy thử một cái sô cô la nguyên chất, có mỗi vị này thôi. Cứ combo sô cô la với cả hạt là ngon. Lấy thêm một cái nữa đi. Bây giờ sẽ về ăn thử cái kem của TH này, nó ngon kinh khủng khiếp luôn. Nó đắt hơn so với mấy cái kia một chút, thế nhưng mà cái chất kem ấy nó mềm mượt mà còn có cả hạt nữa. Lần sau tôi sẽ mua thử thêm mấy vị khác. Còn cái này bên ngoài bọc sô cô la cứng, có cả hạt, bên trong lớp kem thì không bị ngọt quá đâu, ăn ngon lắm. Chiếc kem ti yêu thích một thời của tôi. Cái này tôi thích nhất là phần ốc quế. Ôi, bình thường tôi thấy nó ngon lắm ấy, nhưng kiểu vừa ăn hai cái có hạt ấy, sang bên đây không có hạt, hơi hụt hẫng. Và sau khi lặn lội hai cái siêu thị thì tôi cũng đã tìm thấy kem trái cây rừng tại Big C, là món kem yêu thích của tuổi thơ tôi đấy. Lần nào mua kem cũng không được phép quên sô cô la. Ui, ở đây còn có cả kem chè Thái mọi người ạ. Có mùi sầu riêng nhưng mà ăn lại như kiểu nước cốt dừa, và bên trong có cả topping, ăn thơm cực kỳ luôn. Và Merino rồi chuyển sang Celano nè. Thì có một cái kem là trân châu đường đen, và bên cạnh đấy là trân châu hoàng kim, thế nên tôi đã quyết định chọn cái loại trân châu hoàng kim phô mai này. Lâu lắm rồi không ăn thử bánh cá nên hôm nay lấy cái vị trà xanh này. Ok, bây giờ đem ra tính tiền thôi. Hết, vẫn chưa tính tiền được mọi người ạ. Vẫn xà vào thêm 3 cái nữa. Bó tay. Đây, cái kem Celano phô mai này tôi thấy nó giống với cái kem trứng muối vừa rồi tôi cho mọi người xem ấy. Cũng thơm thơm ngậy ngậy như thế, và cũng có trân châu bên trong. Và lâu rồi không ăn, kem cá vẫn ngon như ngày nào, nhưng mà tôi thấy cái vị trà xanh này ngon hơn cái vị màu đỏ nha. Ăn thơm mà cái chất kem nó rất là mềm mịn. À đây, hôm trước tôi lại đi ông tiếp và hôm nay chỉ lấy hai hũ kem nhỏ nhỏ này thôi. Một cái là hộp sô cô la của Wurz này. Đáng ra tôi sẽ thấy nó ngon đấy nếu như tôi ăn hộp kem này một mình, nhưng không, trước đấy tôi đã ăn Milo và cái kem Milo nó rất là mịn mà nó không bị ngọt quá, thế cho nên kem kia tôi cảm thấy lại hơi bị cứng.